Hello, xin chào Văn, chào Giang và chào Tuấn, chào anh chị và các bạn. Trong cái nội dung video hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn cái cách bảo trì đúng quy trình một cái máy photocopy. Và trên màn hình của anh chị và các bạn thấy tôi đang mở cái dàn quang, mở cái nắp DF của ba cái nhãn hiệu máy đang rất thịnh hành tại thị trường Việt Nam chúng ta ở thời điểm hiện tại. Có rất nhiều, một đến 5-6 những cái hãng máy photo đang có mặt tại thị trường Việt Nam. Nhưng những cái model máy của những cái hãng máy chiếm cái thị phần lớn đó là Ricoh, Toshiba và Xerox. Tôi sẽ lấy cái mẫu điển hình này của cái ba cái model để chúng ta làm cái phép so sánh, đối chứng trong cái phần kiến thức lý thuyết tôi đã đào tạo anh chị và các bạn, để chúng ta có cái nhìn tổng quan, đó là máy photo là một cái định dạng cấu tạo tổng quan giống nhau hoàn toàn về phần kết cấu, phần từng phần chính của máy photo, và nguyên lý hoạt động cũng hoàn toàn giống nhau. Trên nguyên lý đó là hoạt động theo chu kỳ, một chu kỳ thông qua ba giai đoạn chính. Về kể cả máy in màu, máy photo màu cũng sẽ hoạt động theo cái nguyên lý cấu trúc tổng quan như nhau, để giúp chúng ta có cái sự đối chứng và tự tin làm nghề. Và cái video này là dành nội dung đến cái học cho học viên tham gia những cái khóa học chuyên sâu. Nhưng vì lý do là bạn Văn, Giang và Tuấn là những học viên rất là tuyệt vời, các bạn đến từ thành phố Hồ Chí Minh rất là xa xôi nhưng đã đặt cái niềm tin và lựa chọn cái dịch vụ đào tạo online của Học viện Acopy Phú Sơn chúng tôi, nên chúng tôi gửi tặng kèm những cái video mở rộng để các bạn có một cái sự so sánh và tự tin khi mà chúng ta bắt gặp những cái model máy, những cái nhãn hiệu máy lạ một chút so với những cái máy mà chúng ta va chạm hàng ngày. Ví dụ như là bạn Văn, bạn đặt tôi chúng tôi một cái gói, đó là đào tạo nhãn hiệu Ricoh, và đặc biệt đặt luôn cho cái mục tiêu đó là đào tạo chuyên về máy Ricoh model 6054. Và đợt vừa rồi bạn có nhập thêm cái model đó là 3054. Đó, nó những cái cấu trúc bên ngoài là hoàn toàn giống nhau ở phần đào tạo lý thuyết, và tôi cũng có trao đổi với bạn rồi. Và chúng ta đã học về cấu tạo tổng quan từng phần chính của máy photo và hoạt động, nguyên lý hoạt động của máy photo gồm có, trong một chu kỳ gồm có 3 giai đoạn, thì chúng ta cũng đã học về phần lý thuyết. Và bạn Văn đang đi đến cái chặng đường cuối cùng, đó là chúng ta đang thống kê những cái ban bệnh thường gặp ở máy photo khi mà chúng ta làm kỹ thuật viên, để chúng ta có thể tiến hành bắt ban bệnh một cách chính xác và tiến hành sửa chữa, tháo lắp đúng vị trí mà chúng ta đã suy luận, kết hợp với cái kiến thức lý thuyết để chúng ta áp dụng vào thực tiễn. Đó là anh phải, khi mà cái ban bệnh nó thể hiện là nó đã chỉ cho anh cái hiện tượng, công việc còn lại của anh đó là tìm hiểu nguyên nhân. Một số những cái ban bệnh nó có thể bắt nguồn từ 1 cho đến 2 nguyên nhân cùng lúc. Những cái trường hợp mà 2-3 nguyên nhân cùng lúc là rất là hiếm. Thường nó sẽ nằm ở một nguyên nhân cụ thể, nguyên nhân chính. Sau đó sẽ là những cái nguyên nhân tác nhân, nguyên nhân phụ. Đó thì chúng ta phải, cái hiện tượng đã thể hiện ở bản copy này, hoặc là không thể hiện rõ ở bản copy, chẳng hạn như trên đường giấy di chuyển, giấy tắc lại, kẹt lại trong máy, thì máy báo cho chúng ta cái vị trí kẹt giấy trên màn hình cảm ứng, trên màn hình điều khiển, thì đó là máy đã chỉ cho chúng ta cái hiện tượng. Công việc của người kỹ thuật viên được đào tạo đó là anh phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao tờ giấy dắt ở đó, và có rất nhiều cái bài test để chúng ta phân loại xem là ở bước nào, giai đoạn nào tham gia vào cái nguyên nhân để dẫn đến cái tình trạng cái tờ giấy bị kẹt, bị tắc ở trong máy. Thì cái video tiếp theo, cái nội dung tiếp theo đó là trong cái phần đào tạo tôi cũng nói với các bạn rồi, máy photo của chúng ta những cái ban bệnh thường gặp và kỹ thuật viên chúng ta thường phải làm đại đa số nằm ở phần kết cấu cơ khí, phần nguyên lý vận hành. Khi chúng ta nắm chắc được kiến thức lý thuyết và thực hành nhuần nhuyễn về phần tháo lắp và định vị những phần, những cụ của vật tư linh kiện thiết bị, thì chắc chắn chúng ta sẽ tiến hành tháo lắp và sửa chữa máy một cách thành thạo. Công việc còn lại đó là kết hợp tư duy sáng tạo, và cái tư duy sáng tạo nó phụ thuộc vào mỗi cá nhân chúng ta. Trong một cái lớp học 3, 4, 50 học sinh
Nhưng không phải học sinh nào, không phải sinh viên nào cũng là học sinh, là sinh viên giỏi nhất. Top đầu sẽ nằm cho dành cho 3-4 bạn. Đó nó thuộc về cái phạm trù là tư duy và cái năng khiếu cá nhân mỗi người. Chúng ta không tự ti, đó là tôi không giỏi. Nếu như bạn cứ đam mê nỗ lực mỗi ngày thì bạn cũng sẽ đặt mình ở cái vị trí top đầu. Còn nếu như học cho vui cho có thì chắc chắn là chúng ta chỉ thoáng qua và những cái kiến thức chúng ta nắm được sẽ qua rất nhanh. Và tôi cũng nói luôn với các bạn là nếu như các bạn hỏi ban bệnh, trừ những bệnh khó các bạn đã cày rất nhiều thời gian nhưng không giải quyết được, thì các bạn gọi điện đến Phú Sơn chúng tôi. Chúng tôi có rất nhiều bộ phận để hỗ trợ các bạn ở các cái nhãn hiệu máy khác nhau. Nhưng nếu như cứ xách cặp đến và hỏi trên đường đi đã hỏi là máy bị như sao, thì chắc chắn tôi sẽ không cung cấp câu trả lời. Và câu trả lời của chúng tôi thường sẽ tư vấn thiên về cái phân tích hiện tượng và tư vấn về cách theo cái lộ trình phân tích nguyên nhân. Và từ cái phân tích nguyên nhân đó, các bạn là người trực tiếp đến cái máy đó, các bạn phải áp dụng cái kiến thức của mình này, áp dụng tư duy của mình để các bạn làm chủ cái phần bắt ban bệnh và tiến hành sửa chữa. Chúng tôi chỉ là hỗ trợ từ xa. Tập thói quen đó thì các bạn sẽ lên tay nghề rất nhanh. Còn cứ gặp khó khăn là hỏi, thì chúng ta sẽ coi như chúng ta học lại từ đầu. Cái phần mà tốt nhất như vậy thì chỉ cần mua một cái gói của chúng tôi, đó là chúng tôi có rất nhiều sản phẩm. Các bạn mua gói hỗ trợ, ví dụ như một năm các bạn đóng phí 3 triệu hoặc là 5 triệu đó, thì trong nó như là một cái gói bảo trì máy photo ấy. Tức là các bạn cứ đóng 5 triệu, hễ gặp khó khăn gì các bạn gọi điện, chúng tôi tư vấn hỗ trợ từ xa, giải quyết các cái ban bệnh cho các bạn. Đương nhiên không phải là ban nào cũng chỉ, những cái ban khó thì chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn. Thì các bạn sẽ không cần phải mất thời gian đi học, chỉ cần đóng phí đó, nhận sự hỗ trợ tư vấn từ bộ phận kỹ thuật của chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn. Đó, tức là chúng ta đi lộ trình gần về đích. Thì cái khâu cuối cùng đó là cái khâu làm sao để chúng ta tuân thủ một cái quy trình, đó là tháo lắp bảo trì bảo dưỡng đúng quy trình để giúp cho cái máy của chúng ta hoạt động bền bỉ và hoạt động ổn định. Nằm ở hoàn toàn ở cái phần cái sự tuân thủ đúng cái quy trình, đó là tôi tháo lắp này, vệ sinh sinh bảo trì bảo dưỡng định kỳ. Nhất là anh Văn, anh nhập máy về và bản thân anh là người kỹ thuật phụ trách trực tiếp cái lô máy của anh cho khách hàng thuê hoặc bán cho khách hàng, thì cái quy trình bảo trì bảo dưỡng nó sẽ quyết định cho cái độ bền bỉ và ổn định của thiết bị của anh cho khách hàng. Và để cái dụng cụ để chúng ta bảo trì bảo dưỡng thì chắc chắn đồ nghề, nhất là anh em kỹ thuật, các bạn đã chuẩn bị đầy đủ một cái cặp đồ nghề gồm có các kích cỡ vít mở khác nhau, dài ngắn khác nhau, tại vì rất nhiều vị trí ốc vít trong máy cần sử dụng những cái vít gọi là vít lùn, vít ngắn ấy, để chúng ta có thể đưa vít vào mở ốc ra được, mở vít ra được. Thứ hai là chổi quét này và khăn thì có hai loại, đó là khăn chúng ta có thể tạo ẩm để chúng ta lau chùi những vị trí ma sát như là cao su này, các cái trục quay, trục tải, rồi băng cái vị trí băng tải nạp giấy, cụm kéo giấy, cao su kéo giấy vân vân. Chúng ta sẽ sử dụng khăn sạch, giặt sạch và có độ ẩm vừa phải để chúng ta lau chùi những cái vị trí giúp cho tăng cái độ ma sát, bộ kéo giấy vân vân. Và cái dụng cụ thứ hai đó là cái khăn khô sạch mịn, tức là chúng ta sẽ sắm những cái khăn mà nó ít để lại, những khi mà lau chùi xong ít để lại những cái sợi vải, tức là bung sợi vải hoặc dính vào cái bề mặt. Trên thị trường có bán rất nhiều những cái khăn mà khi chúng ta lau chùi nó không để lại cái sợi vải, cái lông vải trên đó. Rồi một chai cồn, và cồn này thì tôi khuyến cáo là anh chị cũng chỉ lau ở những cái vị trí là cần cái độ sạch, như là bề mặt đặt bẩn gốc này, cái vị trí gương quét hình ảnh này. Đó thì trong cái quá trình thực hành tôi sẽ nói rõ để anh chị nắm được. Chúng ta hạn chế sử dụng dung dịch, hạn chế sử dụng dầu mỡ sai quy trình. Rất nhiều cái trường hợp là cứ nghĩ trong đầu là cứ nhiều dầu mỡ, nhiều bôi trơn là máy sẽ hoạt động tốt. Trường hợp anh chị đã được đào tạo lý thuyết và trong quá trình đào tạo tôi cũng nói rồi. Dầu mỡ bôi trơn trong máy photo phải tùy từng vị trí để chúng ta có thể tra dầu mỡ phù hợp, lượng dầu mỡ phù hợp là một, cái loại dầu mỡ phù hợp là hai. Đó,
Ví dụ ở phần sấy thì chắc chắn chúng ta phải dùng cái loại dầu mỡ chịu nhiệt và có cái độ bay hơi. Tránh trường hợp ví dụ chẳng hạn với bộ sấy anh chị lại cho mỡ bò vô. Mỡ bò là dạng mỡ bôi trơn thô dùng cho những cái phần cơ khí lớn như là máy móc bánh răng lớn của những cái máy móc cơ khí vận vận tải lớn. Còn những cái vị trí đó chúng ta cho vô thì cái phần bay hơi và bôi trơn nó sẽ diễn ra rất nhanh, sau đó nó để lại lắng cặn vón cục và toàn bộ cái vón cục lắng cặn của mỡ bò đó sẽ là cái thành phần làm cho vòng bi chúng ta bó lại, dẫn đến chết vòng bi, hỏng vòng bi rồi làm cho nặng tải. Thì chúng ta khi mà tra dầu mỡ chúng ta cũng phải tuân thủ quy trình đó. Bây giờ tôi sẽ tháo ba cái mặt kính đặt bản gốc, tại vì hệ thống quang quét ảnh của chúng ta nằm hoàn toàn ở phía dưới cái dàn quang này, để các bạn có một cái nhìn là với Toshiba, với Xerox, với Ricoh nó khác gì nhau hay là hoàn toàn giống nhau, chỉ khác về cấu trúc. Ví dụ như là anh Ricoh thì anh ấy có những cái chi tiết lớn hơn, nhiều ốc vít hơn, còn anh Toshiba thì ít hơn, anh Xerox thì vừa phải. Có anh thì sử dụng vít, có anh thì sử dụng khóa cài, vân vân. Đó để chúng ta phân biệt, còn nguyên lý hoạt động là hoàn toàn như nhau, sử dụng bóng đèn chụp. Và quy trình bảo trì bảo dưỡng máy thì bao giờ cũng tuân thủ là từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Anh chị nhớ cái phương pháp này để chúng ta tuân thủ. Khi mà chúng ta lau dọn phía trên thì bụi rồi những cái bẩn nó sẽ có xu hướng đi xuống phía dưới, còn chúng ta làm ngược thì nó sẽ là anh làm từ dưới lên thì lát rồi anh lau chùi phía trên nó lại rơi xuống phía dưới. Chúng ta làm từ trên xuống thì khi chúng ta đến phần dưới cùng là toàn bộ chúng ta đã dọn dẹp xong, và chúng ta làm theo phương pháp cuốn chiếu. Ví dụ như anh chị bảo dưỡng toàn bộ máy thì chúng ta sẽ mở cửa chính này, đưa toàn bộ những cái cấu kiện của các giai đoạn ra, và chúng ta không cần phải tháo toàn bộ các cụm kéo giấy ra ngoài. Đó, nếu như máy ít được bảo trì thì chúng ta chỉ cần tháo những cái cục cao su kéo giấy của các bộ khay ra, chúng ta đánh rửa lau sạch hoặc dùng khăn ẩm lau, vì cao su càng sạch thì độ ma sát càng cao, kéo giấy tốt hơn. Đó, còn với những cái bảo trì thì chúng ta không cần bảo dưỡng hoặc là đại tu ấy, hoặc là cần thay thế nhiều thì chúng ta mới cần tháo toàn bộ giai đoạn một ra để kiểm tra từng cụm kéo giấy, bánh răng rồi vòng bi vân vân. Còn bảo trì thì chúng ta không cần thiết như vậy. Rồi giai đoạn 2 là cụm room chống, giai đoạn 3 là cụm sấy, rồi chúng ta bỏ hết ra ngoài. Sau đó chúng ta tuân thủ quy tắc đó là lau toàn bộ từ trên xuống dưới, lau toàn bộ sạch cái phần buồng chính của máy. Sau đó tiến hành lau từng cụm từng phần lắp vô. Ví dụ anh chị lau xong, kiểm tra xong bộ sấy lắp vô, lau vệ sinh kiểm tra xong cụm room lắp vô, cụm mực từ lắp vô. Và như vậy là khi mà chúng ta tiến hành lau tay đóng cửa lại là máy đã hoàn thiện toàn bộ quy trình bảo trì. Đó, trước khi đến cái phần quang phía dưới thì phía trên chúng ta có bộ ADF, bộ tự động nạp bản gốc, chúng ta biết rồi. Đó, với bộ này thì nguyên lý hoạt động cấu trúc là của tất cả các hãng là như nhau, đều có một bộ nạp kéo giấy tương tự hoạt động như phần giai đoạn 1 mà tôi đào tạo anh chị, đó là một cụm kéo giấy, mỗi khay chứa giấy tương ứng một cụm kéo giấy, chỉ khác về là cấu trúc, khác về phần cấu kiện chính thôi. Ví dụ Ricoh thì họ sử dụng kết hợp lô kéo giấy, lô nạp giấy bằng các cái lô cao su này kết hợp với những cái băng tải nhỏ. Còn với Toshiba hoặc Xerox thì họ sử dụng ba cục riêng biệt như cụm kéo giấy mà anh chị được đào tạo ở phần lý thuyết rồi. Đó, nó chỉ là cái sự kết hợp pha trộn khác nhau một chút thôi, còn nguyên lý là như nhau. Chúng ta đặt bản gốc vào đây. Bản gốc của chúng ta lúc này như là một tập giấy ở trong cái khay đó. Nó hoạt động đúng như vậy, khi chúng ta nhấn start thì cái bộ kéo giấy nạp giấy này sẽ kéo cái tập bản gốc từng tờ vô và quét hình ảnh cho chúng ta, sau đó xuất ra ngoài để hoàn thiện quá trình tự động quét chụp hình ảnh bản gốc. Và nó hoạt động đúng như khay các cái khay cái bộ nạp giấy ở từng khay là sao? Tuân thủ một quy tắc chuẩn, đó là mỗi lần lấy một bản gốc vào duy nhất, không được phép kẹp zip, không được phép kéo cả tập vô. Nếu như vậy thì đó là cái phần nguyên lý hoạt động của chúng ta đang bị sai, đang bị có những cái lỗi, thì anh chị cần phải tiến hành kiểm tra và sửa chữa như cụm kéo giấy của giai đoạn 1 đó.
Chúng ta dùng khăn ẩm lau toàn bộ những cái vị trí tiếp xúc với bề mặt tập giấy như là lô kéo nạp này, cái vị trí băng tải hoặc là lô đưa cái bản gốc vô này, và cuối cùng là bánh thứ ba, lô gọi là lô tách hoặc là bánh cao su tách giấy. Đó, hoạt động như một cụm kéo giấy của bất cứ khay nào trong giai đoạn 1. Và toàn bộ các vị trí điểm tì trục cao su giúp cho tờ giấy chúng ta, bản gốc của chúng ta đi vô một cách chính xác và đúng cái quy trình nạp và quét hình ảnh bản gốc. Tại vì chúng ta biết là trên suốt quá trình tờ giấy di chuyển sẽ có những cái cảm biến, những cái sensor theo dõi cái đường giấy di chuyển. Nếu như cái độ ma sát của cao su kém, cái tốc độ tờ giấy di chuyển bị chậm so với bộ xử lý đọc được thì lập tức sẽ ngưng báo đó là giấy dắt ở bộ DF. Bộ DF ở các cái máy thì có đại đa số sẽ đặt cái ký hiệu là P, chữ P ở trên đó, và dắt trên màn hình báo kẹt P trên bộ ADF. Đó, anh chị lau và vệ sinh này. Sau đó lau toàn bộ những cái phần bản thân chúng ta là người dùng. Khi đầu giờ sáng đến cơ quan, chúng ta thấy cái máy sạch đẹp thì chúng ta rất hào hứng để sử dụng. Thì anh chị nếu như là kỹ thuật viên phục vụ khách hàng thì chúng ta cũng tuân thủ là mỗi lần bảo trì chúng ta sẽ lau sạch sẽ toàn bộ cái phần nhựa xung quanh nhé. Phần nhựa xung quanh không làm cái công việc vận hành tạo ra bản copy của chúng ta, nhưng nó tạo cho chúng ta một cái sự uy tín của người kỹ thuật viên. Đó là khi anh phục vụ khách hàng, ngoài cái ưu điểm đó là máy hoạt động ổn định, bản copy luôn luôn sạch đẹp, máy êm, chạy đều, chạy tốt. Cái ưu điểm thứ hai là với anh kỹ thuật Văn, anh kỹ thuật Giang, anh kỹ thuật Tuấn luôn luôn làm cho cái máy của tôi sạch đẹp từ ngoài vô trong, thì chắc chắn khách hàng đấy sẽ mãi mãi là những cái chỗ thân tín, và cái danh bạ điện thoại của họ sẽ luôn lưu cái số điện thoại của ba anh. Đó là cái cách mà chúng ta chăm sóc khách hàng, thuyết phục khách hàng đồng hành với chúng ta suốt cái thời gian họ sử dụng máy photo. Đó, chúng ta lau chùi sạch sẽ. Tôi làm tượng trưng và hướng dẫn là anh chị có một cái góc nhìn và đúng cái quy trình tuân thủ như vậy. Rồi với bộ ADF của Xerox chúng ta cũng tương tự thao tác như vậy. Đó, kiểm tra kiểm tra vệ sinh. Và với cái cấu kết mà tôi mở ra như vậy, anh chị quan sát thấy trên màn hình, nó khác biệt một chút về cái bộ nạp bản gốc, khác một chút thôi, còn nguyên lý hoạt động là như nhau. Đó, vệ sinh, lau chùi, và toàn bộ phần vỏ ngoài chúng ta cũng tuân thủ lau ngoài. Toàn bộ phần vỏ ngoài của máy từ trên xuống dưới chúng ta sẽ để công đoạn cuối cùng. Sau khi bảo trì bảo dưỡng máy xong, chúng ta test toàn bộ cái phần của máy, ví dụ như tự động nạp bản gốc này, các khay chứa giấy này, sau đó test về cái độ đẹp của hình ảnh. Khi chúng ta đảm bảo là máy đã đạt yêu cầu thì chúng ta sẽ tiến hành sử dụng dung dịch làm sạch bên vỏ nhựa bên ngoài. Tôi thường anh em kỹ thuật chắc là biết Sumo, nó đánh trắng, chúng ta làm sạch toàn bộ vỏ ngoài và bàn giao cho khách hàng. Và nếu như bạn là kỹ thuật đến phục vụ khách hàng theo kiểu dịch vụ thì chắc chắn khách hàng nghiệm thu xong sẽ gửi tiền và gửi lời cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Và lần sau chắc chắn họ sẽ lưu số và gọi cho bạn tiếp. Đó. Và với Toshiba cũng vậy. Bộ ADF của Toshiba chúng ta cũng tuân thủ làm vệ sinh tương tự như là Ricoh, như là Xerox. Đó. Tôi mở lên và cũng là một kết cấu, một cụm kéo nạp bản gốc tương tự như một khay kéo giấy. Khác một chút về cấu kiện, khác một chút về hình thức tổng quan mà thôi. Lau vệ sinh toàn bộ các vị trí di chuyển của tờ giấy. Phần này thì tôi giới thiệu qua như vậy để anh chị tuân thủ cái quy trình làm vệ sinh hệ thống bộ ADF. Và một lưu ý nữa là khi tôi mở lắp ADF lên thì anh chị được đào tạo sẽ biết là
một số model máy của các hãng khi mà cái tốc độ khoảng 50 bản trở lên với dòng máy của anh Văn, như tôi nói riêng cái phần máy của anh Văn thôi, vì anh nhập lô máy sau thì là cái phần quét ảnh mặt hai của anh sẽ dùng duy nhất một cái phần ở dưới mặt kính, đó là phần kính nhỏ mà tôi phần đào tạo cụ thể tôi nói rồi. Còn với anh Giang và anh Tuấn thì chúng ta sẽ va rất nhiều các cái nhãn hiệu máy khác nhau, thì chúng ta lưu ý là có những cái model máy sẽ có, và cụ thể như ở đây, như là cái model Toshiba 6508A và Ricoh của chúng tôi là 6001 này, sử dụng đèn quét mặt hai trên bộ ADF, chúng ta lưu ý như vậy để chúng ta biết cái vị trí để chúng ta vệ sinh. Khi chúng ta mở ra vị trí B2, tất cả các vị trí tháo mở ở bất cứ phần nào, nhà sản xuất sẽ để một cái miếng nhựa khóa màu nổi bật, màu xanh dương, màu đen trên nền trắng hoặc bất cứ màu nào nổi bật, và đánh dấu cái mũi tên hướng mở đó, các bạn cứ để ý. Và khi hướng dẫn cho khách hàng cách tháo mở cũng vậy, vị trí P2 mũi tên màu xanh hướng ra ngoài, tôi bật này, hướng ra ngoài để mở này, khi tôi bật nhả chốt mở ra đó. Với Toshiba thì họ thiết kế cái vị trí đánh dấu P để mở trên bộ quét tự động quét mặt hai bằng màu xanh lá đó, nhưng mũi tên họ quay vô, có nghĩa là khác Ricoh đó là anh đẩy chốt ra phía ngoài để mở, còn anh Toshiba anh sẽ bật chốt vào phía trong theo hướng mũi tên. Và khi tôi mở ra tôi thấy có một cái bánh răng màu xanh lá tiếp theo và hướng mũi tên, nhà sản xuất chỉ cho chúng ta thấy là vị trí cần để mở này, vị trí cần để quay khi thấy tờ giấy bản gốc của chúng ta dắt ở đó, kẹt ở đó, chúng ta hướng dẫn khách hàng hoặc bản thân chúng ta sẽ quay để lấy tờ giấy kẹt ra. Và phía trong chúng ta sẽ quan sát có một cái bộ đèn quét mặt hai, và trong lý thuyết tôi đào tạo các anh chị rồi, đèn quét mặt hai có nghĩa là sẽ quét đồng thời khi tờ bản gốc của chúng ta di chuyển, thì mặt dưới sẽ có hình đèn quét mặt dưới, mặt trên, mặt một có đèn quét mặt một, mặt hai có đèn quét mặt hai cùng thời điểm luôn, khi bản gốc chúng ta đi một vòng và đi ra ngoài là hoàn tất. Còn với đèn quét một lần dùng cho cả hai mặt thì bản gốc của chúng ta đã di chuyển hai lần trên vòng ADF này, quét mặt một sau đó đưa ra cái phần ADF. Khi chúng ta quan sát nhất anh Văn, anh sẽ quan sát thấy là bản gốc của chúng ta đi ra rồi lại vô trở lại một lần nữa để quét mặt ảnh mặt hai, đảo sau quét. Chúng ta dùng khăn giấy ăn sạch hoặc khăn sạch khô. Nếu như chúng ta thấy sự bám dính của bột giấy, bột mực, chúng ta hãy tiến hành lấy chấm một chút cồn. Chấm vừa phải nhé. Tất cả mọi tự dung dịch chúng ta sử dụng lau chùi chấm ở mức vừa phải. Sau đó tiến hành lau chùi gương lớn, gương nhỏ, gương mặt 1, gương mặt 2. Tôi làm mẫu và anh chị khi mà thực hành sẽ làm đúng quy trình đó. Đó là làm thật sạch. Nhất là máy của chính chúng ta, cho khách hàng thuê, nhất là anh Văn, thì chúng ta càng làm sạch, càng làm kỹ thì máy của chúng ta càng ổn định, càng được chữ tín từ phía khách hàng, và bản thân anh cũng không vất vả, ngày nào cũng phải chạy đến chỗ khách hàng để vệ sinh, để lau chùi máy đó, lau trái lau phải, sau đó chúng ta sử dụng khăn khô để lau lại. Bản chất của cồn là bay hơi, nhưng nếu như chúng ta lau kỹ bằng dung dịch cồn xong, chúng ta sử dụng khăn sạch ẩm, khăn sạch khô chúng ta lau lại sẽ tốt hơn. Và bây giờ tôi sẽ mở toàn bộ cái mặt kính lên để chúng ta nhìn quan sát bên trong hệ thống quang. Ốc tôi đã tháo sẵn vì cái thời lượng video nó không cho phép để chúng ta làm tuần tự, tôi chỉ vị trí bắt vít nhé. Và các bạn khi mà thực hành tháo, các bạn sẽ tuân thủ đúng quy trình đó. Tôi tháo đồng thời ba mặt kính của ba máy lên luôn để tôi giúp cho các bạn có cái sự so sánh. Với Ricoh thì sẽ có một cái thước, không phải Ricoh mà các hãng đều thiết kế như vậy, một thước cạnh dài để đo cái chiều dài của cái bản gốc chúng ta đặt vô để xác định cái chiều dọc hoặc ngang, một thước cạnh ngắn ở phía và phía trên, và xác định cái mũi tên giao điểm của hai thước là vị trí đặt bản gốc, xác định vị trí đặt bản gốc khi các anh chị hướng dẫn cho khách hàng cũng vậy. Đó là cái vị trí góc đầu tiên của bản gốc sẽ ở cái giao điểm này, các phần còn lại đặt sát cạnh thước với nhau. Rồi Ricoh này
Thước được giữ bởi ba thước dài được giữ bởi ba vít, tôi chỉ vị trí này, 1 2 3, tháo vị trí vít xong các anh chị nhấc thước lật và xếp phía phía bên cạnh luôn. Thước ngắn cũng được giữ bởi ba vít, 1 2 3, tháo và các anh chị nhấc cái miếng khóa thước ngắn này ra. Tùy theo cái vị trí thực địa, tùy theo cái chỗ anh chị làm việc, làm sao để chúng ta tiện ích nhất cho công trong quá trình chúng ta tiến hành bảo trì bảo dưỡng máy, cũng là làm sao tiện nhất không phiền hà đến khách hàng. Đó là cái quy trình giúp chúng ta vừa làm tốt lại vừa có cái cảm tình từ phía khách hàng, tránh với văn phòng người ta nhỏ mà chúng ta lại bày ra quá nhiều. Ừ thì là chúng ta đến để giúp người ta sửa chữa máy, nhưng vấn đề là khi anh làm phiền người ta đấy, cái cảm tình người ta sẽ xuống rất là sâu đó. Chúng ta tránh trường hợp đấy, chúng ta làm sao vừa công việc của mình tốt mà cũng không ảnh hưởng đến khách hàng. Tại vì nếu chờ chúng ta bảo dưỡng cái máy 3-40 phút một tiếng xong, người ta mất rất nhiều công việc chẳng hạn như vậy. Thì tùy theo thực địa mà anh chị, sau khi mà nhấc kính ra xong, nhấc nhấc hai cái thước cạnh dài và ngắn ra xong, chúng ta để ý hai cái vị trí khóa này, đó là vị trí lùa cái mặt kính của chúng ta vô. Anh chị đưa ngược ra phía này, tiến ngược phía này, sau đó lật ngửa lên. Lật ngửa lên để tí nữa tôi chỉ cho anh chị thấy cái sự giống và khác nhau ở điểm nào thôi. Còn phải tìm cái vị trí ổn định, sau đó đặt cái mặt kính, chúng ta tiến hành bảo trì bên trong. Rồi đến setup. Với setup thì chúng ta cũng thấy hoàn toàn giống nhau, là mặt kính lớn để đặt bản gốc theo cách là chúng ta tự đặt bằng tay các cái vị trí bản gốc vào đây. Đây là toàn bộ mặt kính và khổ lớn nhất có thể đặt. Chúng ta biết rồi, nó khổ A3 và khổ nhỏ hơn ngoài các cái khổ giấy tiêu chuẩn, đó là căn cước công dân, là thẻ bảo hiểm, là giấy phép lái xe, thì chúng ta có cái vị trí xác định để đặt. Đó. Và một gương nhỏ ở vị trí này để quét hình ảnh khi chúng ta sử dụng bộ ADF. Với model máy này thì cái vị trí quét này sẽ quét cùng lúc cả mặt 1, mặt 2, có nghĩa là bản gốc của chúng ta di chuyển vào, quét mặt 1 đi ra, ra phía ngoài xong quay, không ra hẳn mà ra một gần hết thì quay trở vô lại và quét hình ảnh mặt 2. Đó. Khóa kính của bộ nạp bản gốc trên mặt kính này của Xerox gồm cái khóa bên bên phía tay phải, khi mà bạn đứng đối diện này, có hai cái vít, tôi đặt lại này, vít 1, vít 2. Sau đó chúng ta nhấc ra. Và các bạn lưu ý nữa này, với tùy theo cái hãng máy nhé, mà cái bộ ADF của chúng ta mở ở góc nào nhé. Ví dụ như Xerox thì góc mở của chúng ta khoảng 45 độ. Không mở được căng như là Recon dựng lên tới 90 độ như này. Đây tôi so sánh này. Với Recon là góc mở của bộ ADF của cái đậy mặt kính bản gốc, chúng ta có thể mở full lên tới 90 độ, tức là vuông góc luôn. Còn với các hãng khác, khi họ thiết kế góc nghiêng thì chúng ta tuân thủ một quy trình, đó là mở đến cái giới hạn cuối cùng thì chúng ta dừng lại. Với hướng dẫn khách hàng cũng vậy nhé, chứ không phải là cứ như này mà bảo anh mở hết cỡ lên. Và vị trí bản lề có rất nhiều hãng thiết kế rất chắc chắn, nhưng có một số hãng là cái bản lề giữ cái bộ ADF rất là yếu, khi chúng ta mở căng tay lực mạnh lập tức gãy cái đế chân bản lề. Gãy đế chân bản lề dẫn đến cái sự không cân bằng của giữa bộ ADF và mặt kính, lúc đó sẽ xảy ra cái hiện tượng ảnh có vấn đề, hoặc thậm chí là không nạp vô bản gốc được vì cái độ kênh mà. Đó, chúng ta lưu ý. Và cũng thước ngắn và thước đo cạnh dài, sau khi mở xong này, cái vị trí bao giờ lấy kính ra, nhà thiết kế họ cũng sẽ thiết kế chúng ta cái vị trí chúng ta đưa tay vô lỗ, sau đó chúng ta nhấc kính ở phía đây, đặt lấy ra phía này trước thì chúng ta lại kéo ngược theo một lực, đó nó ngửa lên, ngửa lên để lát tôi có cái chỉ cũng có điểm giống nhau đặc thù thôi, còn chúng ta phải bỏ ra ngoài để chúng ta tiến hành bảo dưỡng. Tôi room gần lại tại vì cái vị trí đặt cam nó không cho phép mà. Cả một cái chân đế rất là lớn và cồng kềnh, chứ không phải là mỗi máy tôi đặt vị trí cố định một chỗ, sau đó tôi di chuyển cần quay góc 360 độ để di chuyển các mặt kính khác nhau. Tôi không thể bê cam tôi đặt sang đây gần hơn được. Nên là chúng ta quan sát theo hướng tay tôi chỉ.
Với Toshiba, góc nghiêng mở bộ ADF cũng vậy, khoảng 45 độ cho đến 50 độ. Không, tức là không mở căng được 90 độ như là Recon các bạn nhé. Lưu ý. Đó, như này mà chúng ta mạnh lên nữa, tại vì giới hạn thiết kế người ta mở góc này rồi. Và cũng một thước ngắn, một cạnh thước dài. Với Toshiba chúng ta cần chỉ mở duy nhất cái cạnh thước ngắn. Và mở cạnh thước ngắn để lấy mặt kính ra chúng ta có hai cách, đó là mở đồng thời ở phía cạnh ốc ngắn, sau đó chúng ta nhấc cạnh thước lên và kéo về phía hướng chúng ta mở. Đó, kéo về phía này. Cách thứ hai là chúng ta mở đồng thời luôn cái ốp nhựa phía đối xứng để chúng ta nhấc và đỡ tay ở phía này cho nó dễ. Đó. Và có cái đến đây thì các bạn ít nhiều đã có cái phân biệt thú vị khác một chút, đó là với Toshiba, với Xerox thì cái mặt kính theo chiều dài anh ta sẽ dán, thực tế nó là miếng dán, dán thẳng vào cái mặt kính luôn, mặt kính trong luôn. Còn với Recon thì anh ta thiết kế cái thước cũng tùy nhé, tùy theo model chứ không phải tất cả. Thước sẽ là cái thanh thước rời luôn, chúng ta tháo là nhấc ra ngoài. Đây, tôi ngửa ra ba cái mặt kính đặt bản gốc. Cái điểm mà tôi muốn chỉ cho anh chị thấy là anh Giang, anh Văn và anh Tuấn thấy cái ba cái miếng trắng trên mặt kính này. Đó. Miếng trắng ở dưới gầm cái thước ngắn. Miếng trắng này của Tô này. Miếng trắng của Recon. Cũng nằm dưới thước ngắn. Đây. Và của Xerox. Ba nhãn hiệu máy đều thiết kế giống nhau từ chi tiết nhỏ. Và vì sao? Vì giống nhau, vì cái nguyên lý hoạt động giống nhau. Chúng ta biết rồi đúng không? Nguyên lý hoạt động giống nhau. Cấu trúc kết cấu khác nhau thôi. Khác nhau về vị trí ốc mở này, khác nhau về vị trí độ lớn nhỏ của vị trí thôi. Còn nguyên lý hoạt động là hoàn toàn giống nhau thì họ phải tuân thủ đúng cái nguyên lý hoạt động của máy. Đây, có miếng trắng dưới gầm thước. Đó là ba cái sự giống nhau rất cụ thể để khẳng định với các anh chị là khi chúng ta làm máy chúng ta phải tuân thủ là với nhãn hiệu máy này tôi sẽ nhận diện cái góc tháo, vị trí tháo khác với nhãn hiệu máy kia một chút. Chứ cái khó đương nhiên là cái khó là anh làm quen tay, tháo lắp quen tay của hãng Recon thì anh sang Toshiba, anh sang Xerox, sang Konica nó sẽ gặp khó khăn chứ, ai cũng thế. Bản thân chúng tôi là người đào tạo cũng vậy, khi trước khi đào tạo anh chị một cái nhãn hiệu máy mới thì chúng tôi sẽ là phải người khám phá trước. Thậm chí là nhập máy mới về, bản thân không ai là nhập về, nhà sản xuất họ đưa sơ đồ bản vẽ nhưng mà chúng ta là người thực hành, chúng ta phải nghiên cứu cách tháo. Khi chúng ta có kiến thức lý thuyết, kiến thức thực tiễn và áp dụng tư duy, chúng ta phân tích cái nét cắt trên hình khối trực quan của máy, đó là nét cắt bằng nhựa, không có miếng nhựa liền khối nào xuyên suốt phủ hết cả cái máy photo được. Bao giờ cũng tuân thủ đó là cái nét cắt cụ thể. Ở A thì tôi phải biết là miếng nhựa này nó sẽ kết cấu như nào để phủ cho phần nào đó, sau đó tiến hành phân tích ốc vít ở đâu, sau đó chúng ta tháo ra. Còn nếu như chúng ta đi nhầm một con vít thì chúng ta sẽ bắt trả lại ngay lập tức, để tránh trường hợp mà lát hồi chúng ta sẽ biết không biết vít này bắt ở đâu. Nó tuân thủ đúng quy trình thế thôi. Thì sang máy khác anh chị cũng vẫn tự tin tháo lắp bình thường và làm bình thường. Rồi sau khi tháo ra thì cái chúng ta nói về cái sự giống nhau ở cái miếng trắng này trước. Nếu như anh chị để ý là với máy công nghệ số, máy kỹ thuật số photo bây giờ, khi chúng ta bật máy lên thì lập tức đèn sấy sẽ sáng và di chuyển. Đầu tiên anh ta sẽ di chuyển rời khỏi vị trí anh ta đứng. Máy sẽ có hai trạng thái test nhé. Test cơ trước, test cơ đó là anh ta sẽ rời khỏi vị trí, sau đó quay trở lại. Ở vị trí đầu tiên anh ta đứng sẽ có một cái cảm biến là sensor vị trí ban đầu của cái bộ đèn chụp. Cái test thứ hai đó là anh ta sẽ rời khỏi vị trí, chạy ra dưới gầm. Anh Văn, anh Giang và anh Tuấn lúc nào sau cái buổi ngày hôm nay và anh tiến hành thực hành bảo trì và dưỡng máy, anh sẽ để ý khi bật máy, mở nắp kính lên quan sát, đèn chụp sẽ di chuyển ra dưới gầm của cái miếng trắng này, dưới gầm của thước ngắn và sáng rực lên ở đó một lúc, sau đó tắt
hồi về vị trí ban đầu là hai trạng thái test. Test cơ, test cơ là đi ra xem đi vô được không. Nếu như trơn tru hệ thống cơ đi ra và đi vô tốt thì lúc đấy máy mới đồng ý cho khởi động tiếp các bộ phận khác để cho sấy nóng bộ sấy này, rồi xét lại điện áp máy này mới cho cái quá trình vào sao chép. Nếu không máy dừng báo lỗi liền. Sau này anh chị sẽ gặp cái ban đó là bật máy lên, test đèn chụp sáng lên xong tắt đi, cái máy báo lỗi luôn, báo lỗi quang, báo lỗi đèn vân vân. Thì lúc mà anh chị gặp cái ban bệnh đó là anh chị sẽ biết là máy test và cái trường hợp này gặp vấn đề nào đó mà máy từ chối cho tiếp tục các phần khác khởi động. Test thứ hai, tôi đang nói đến cái phần test thứ hai đó là test cái ánh sáng đèn chụp. Giống như chúng ta chụp ảnh, chúng ta lấy nét cái ban đầu. Phông nền, nguyên tắc của máy đen trắng của chúng ta, máy photo của chúng ta, đó là máy photo phải đèn chụp phải dựa vào cái nền trắng để làm tiêu chuẩn, lấy ra cái ánh sáng đèn đưa về bộ xử lý. Bộ xử lý lúc này sẽ phân tích cái cường độ sáng này, chụp hình ảnh như này thì anh ta cần bù cho điện áp bước 1 bao nhiêu, điện áp mực từ bao nhiêu, vân vân. Tại vì máy kỹ thuật số chúng ta có tự động automatic về điện áp. Đó mà cái cần xét đầu tiên là bộ phận chụp ảnh, anh chị biết rồi đúng không? Máy photo công việc quan trọng, cực kỳ quan trọng đó là phần chụp ảnh. Chụp ảnh là hệ thống quang, là đèn chụp, là các gương phản chiếu. Nên là nếu như chúng ta tuân thủ quy trình là bảo trì bảo dưỡng thường xuyên thì ánh sáng đèn sẽ luôn luôn duy trì ở cái mức ổn định và bộ xử lý sẽ không cần bổ sung điện áp cho các phần khác. Nói vậy để ví dụ như anh Văn, anh xem xong video này anh sẽ đặt câu hỏi tôi là nếu như vậy chúng ta không cần phải lau sạch, máy sẽ tự động automatic bù các điện áp thiếu, không bao giờ có cái ngưỡng quá mức như vậy, nhà xử lý sẽ cộng trừ một giới hạn cụ thể, vượt ngưỡng đó chả có cái máy nào bù được. Ví gương dơ, gương bẩn, độ phản chiếu kém, đèn chụp kém mờ vì do là hệ thống gương quá bẩn thì máy không có cách nào để anh con ta có phải là cái bộ xử lý nó có phải là thần thánh hóa đến mức mà với cái cường độ xấu như vậy tôi sẽ bù cho cao áp bước 1 lên tới 100V thì không có đâu. Nếu như vậy nó hỏng toàn bộ kết cấu, nó chỉ cho phép cộng trừ 20-30V thậm chí 50V là cùng. Hết ngưỡng đó không có cách nào cả. Máy là máy và nó luôn cần những bàn tay khối óc của những kỹ thuật viên chúng ta, là anh Giang, là anh Văn, là anh Tuấn. Nếu không thì công kỹ thuật viên chúng ta chẳng có việc gì làm máy thông minh đến mức mà tự làm sạch. À có, tức là cái gương thiên văn mới nhất của NASA Mỹ là có cái hệ chế độ tự làm sạch bề mặt ấy. Nhưng mà nó rất là đắt tiền, nó VIP và cũng tự làm một phần thôi, nói chứ không thể nào tự làm sạch được tất cả. Đến bàn tay con người chúng ta trực tiếp chạm vô, trực tiếp lau chùi mà chúng ta còn không thể làm được tất cả mọi thứ sạch sẽ được. Đó là sự giống nhau. Nền trắng để đo cường độ ánh sáng khi đèn chụp test ban đầu đưa về thông số, bộ xử lý sẽ tính toán cái độ sáng của ánh đèn để điều chỉnh mật độ hình ảnh cho phù hợp với cái cường độ ánh sáng đó để cho bản copy chúng ta đẹp và ổn định. Đó là cái quy trình mà đèn sấy di chuyển ra gầm và sáng rực ở cái chỗ đó lên. Nền trắng mà, tuân thủ là nền trắng phản chiếu toàn bộ ánh sáng về, hoặc trong quá trình chiếu sáng này bộ xử lý đọc được là tôi gửi với cường độ sáng này tôi nhận được cái hồi về bao nhiêu. Đó, mở xuống sâu xuống phía dưới chúng ta sẽ thấy giống nhau hoàn toàn, đó là một đèn chụp giúp cho chúng ta chiếu sáng cái bản gốc lên trong phần lý thuyết chúng ta đào tạo rồi, qua gương 1, gương 2 về thấu kính. Và chúng ta phải định hình cái vị trí cuối cùng của ánh sáng về bề mặt room, đó là gương lọc, gương che, gương trong suốt để cho cái ánh sáng laser về bề mặt room nhé. Đó là phần cuối cùng của bước 2, là ánh sáng phải tuân thủ đi đúng quy trình, sáng nét, phản chiếu đẹp, trong suốt để về bề mặt room chúng ta thì mới đạt được yêu cầu về hình ảnh sáng nét đẹp. Chúng ta sử dụng khăn giấy ăn sạch, không để lại sợi vải, không để lại những cái bẩn khi mà chúng ta lau đi, cái tờ giấy để rách vụn ra bám vào đấy thì vô hình dung chúng ta không phải lau mà chúng ta bẩn luôn. Đó, lau sạch với gương quét mặt một này, chúng ta cũng lau ở phía dưới nhá, thật sạch, thật sạch. Rồi
lau toàn bộ cái nền của khoang cái giàn quang này bằng khăn ẩm vừa phải, có thể sử dụng dung dịch cồn lau thật sạch phần cơ khí này. Trước khi đóng lại giàn quang, hãy tuân thủ quy tắc kéo di chuyển. Đến đây thì tôi nhắc lại là nếu khi quá trình của các bạn bảo dưỡng bảo trì máy, hãy tắt điện, rời nguồn điện ra giúp chúng ta an toàn, rút hẳn điện ra khỏi nguồn điện. Đó. Di chuyển kiểm tra. Và ở vị trí di chuyển này, anh chị có thể dùng dầu bôi trơn bằng dầu máy khâu hoặc dầu silicone chuyên dụng cho máy photo, tra vào các cái thanh dây, tra vào vòng bi di chuyển vừa phải, lượng nhỏ thôi, giúp cho cái hệ thống quang ra di chuyển trơn, ổn định, tốt. Đó. Hoặc là anh Văn, anh là dân công nghệ và anh nắm rất rõ những cái sản phẩm bán trên mạng, anh có thể tra trên mạng là loại dầu nào có thể bôi trơn cho máy photo tốt, anh nhập về. Và cuối cùng, trước khi lắp đặt, chúng ta lau toàn bộ mặt trên, mặt dưới của cái mặt kính đặt bản gốc này. Sạch đẹp đến đâu là quyết định ở các anh. Đây là tôi hướng dẫn quy trình. Và các máy Xerox Toshiba cũng tương tự như vậy. Mặt kính đây là tôi quay, tôi không có cái không gian để tôi di chuyển mặt kính nhé. Anh chị phải tìm cái vị trí đặt mặt kính ổn định, an toàn nhé. Tôi hướng dẫn thì làm sao nhanh nhất có thể để chúng ta đi được cái nội dung. Đó. Với Xerox chúng ta cũng tuân thủ như vậy. Lau, vệ sinh, sạch sẽ, kiểm tra cái phần cơ khí di chuyển ổn định. Đó. Với Xerox thì chúng ta thấy lộ hẳn cái bề mặt thấu kính ra ngoài thì chúng ta cũng có thể dùng khăn sạch vệ sinh. Bề mặt thấu kính là bề phật mặt hội tụ cái ánh sáng chụp bản gốc đưa về, chúng ta cũng lau sạch. Các cái cảm biến nhận kích thước bản gốc, toàn bộ ra hệ thống buồng quang. Rồi, xong. Và đến Toshiba cũng vậy, cũng tuân thủ đúng quy trình đó. Và cũng một dàn đèn, cũng gương 1, gương 2, gương 3 về thấu kính. Không anh nào cắt bớt, không anh nào đi tắt, đều đúng một cái kết cấu giống nhau hoàn toàn, khác về cấu kiện, khác về kích thước, khác về vị trí tháo mở mà thôi, vẫn tuân thủ đúng quy trình này. Đèn chụp gương 1, gương 2, gương 3 và thấu kính. Đó. Chúng ta lau chùi với cái mặt thấu kính thì chúng ta không cần nhất thiết là cứ liên tục phải mở ra lau lâu lâu với nửa năm. Hoặc đấy các bạn sẽ mở cái ốp này, ốp đậy thấu kính, lau bề mặt thấu kính một chút và lau bằng khăn khô, không sử dụng răng dung dịch nhé. Tại có những cái dung dịch nó làm mờ như thấu kính của máy ảnh của chúng ta, camera của chúng ta, chúng ta cũng có bảo trì bảo dưỡng. Rồi. Và cuối cùng là nhận diện cái vị trí ánh sáng đi về. Cuối cùng của bước 2. Đó, anh phải nhận diện được cái đó thì ánh sáng của bộ laser mới về đẹp nét, sắc nét, giúp cho chúng ta có cái hình ảnh đẹp. Để tôi giúp chúng ta nhận diện cái vị trí. Và anh chị cũng tự làm và tự nhận diện được. Thì phần lý thuyết chúng ta học rồi, chúng ta chỉ tìm điểm đầu và điểm cuối thôi. Điểm đầu là chúng ta đã tiến hành bảo trì bảo dưỡng trên giàn quang rồi, đúng không ạ? Cái điểm cuối đó là cái đường cho cái hình ảnh, cho cái tia sáng laser của chúng ta về bề mặt room mà thôi. Làm một cái kính trong suốt để cho ánh sáng đi xuyên qua. Đây, với Toshiba đang để góc máy Toshiba, tôi sẽ đưa ra trước cho anh chị quan sát. Rồi. Và với những cái máy mà tôi đào tạo trên mô hình lý thuyết là để kết hợp cả cửa trước và cửa hông, khi chúng ta tháo lắp vật tư linh kiện thiết bị ở bên trong, các anh chị phải tuân thủ đúng quy trình đó nhé. Không vội vàng là chỉ mở cửa trước rồi quên mở cửa hông, sau đó cứ dùng sức để kéo ra nó sẽ hư, là một hai nữa là nó sẽ dẫn đến những cái hư hỏng ngoài ý muốn. Và với Toshiba thì chúng ta cái phần cụm cắt trích mực, cụm cắt trích rôm sẽ nằm ở cửa dưới. Những cửa của Toshiba sẽ không thiết kế với dòng tô đen này, sẽ không thiết kế cửa mở theo kiểu bản lề cài sẵn mực, sẽ dùng vít. Chúng ta kéo khay số 1 ra quan sát góc phải góc trái sẽ có hai vít. Tôi đã mở sẵn
Sau đó chúng ta cầm cửa, chúng ta lùa xuống phía dưới một chút, nó mở ra. Đây là chúng ta đang xác định cái vị trí cuối cùng, vị trí của giai đoạn của bước 2. Để đưa cái hình ảnh laser về bề mặt room, tạo cái hình ảnh tiềm ẩn nhé. Để tôi quay lại, tôi nhìn cam xem là các anh chị có bắt góc được chỗ này không. Rồi, chúng ta sẽ mở chốt này, mở xuống này, rút chốt bên trái, đối xứng dùng tay trái, tôi gọi, còn nếu mà đứng ngoảnh về cam thì nó bên phải, rút chốt bên trái, cầm hai tay xoay, rồi hướng ra phía ngoài kéo này, đó. Còn với những cái vị trí chốt mà anh chị xem video vẫn chưa nắm được thì sẽ đề nghị để tôi dùng máy điện thoại, tại vì vị trí này nó rất là tôi đang quay tổng quan cả ba máy một lúc nên tôi không thể zoom sát cái vị trí chốt khóa được. Nên anh chị có cái đề nghị thì hãy gửi cái lời đề nghị đó. Tôi sẽ dùng điện thoại tôi quay chi tiết cái thao tác thôi. Và khi chúng ta kéo ra, chúng ta thấy là đây là cặt chiếc room. Vào những video tiếp theo sẽ đến quy trình đó là bảo trì bảo dưỡng cụm room, cụm chống của chúng ta. Khi chúng ta kéo ra, chúng ta phân tích là để ánh sáng laser về được mặt bề mặt room thì chúng ta phải xác định luôn room là trung tâm của giai đoạn 2, giai đoạn xử lý hình ảnh. Chúng ta sẽ tìm đường về của ánh sáng laser. Và với dòng tô đen thì tôi nói rồi, đây là cái hình khối mà anh ta lấy từ những cái model máy photo màu để anh ta chuyển sang đen trắng, và các cái khoang còn lại là khoang trống. Tương tự với đường về của laser, khi mà kéo zoom ra chúng ta sẽ thấy là bên trong sẽ có một cái kính trong suốt bên này. Đấy, vị trí tay tôi đang di chuyển đó là một cái kính trong suốt để cái bộ laser của Toshiba sẽ từ dưới gầm rồi đi lên. Tùy theo những cái model máy khác nhau, những hiệu máy khác nhau, nhưng thông thường sẽ là bên vách chiếu theo chiều ngang, còn thường là sẽ là dưới gầm chiếu lên nhé. Nó vị trí đó để đặt cái bộ laser nó ổn định. Còn với Recon thì có nhiều bộ laser sẽ ở phía trên rồi chiếu xuống. Đó, lau sạch. Xác định được vị trí ánh sáng tia laser về, chúng ta sử dụng giấy ăn, khăn sạch lau sạch, sau đó trả lại. Tất cả những vị trí đóng mở phải tuân thủ quy tắc, đó là mở chốt như nào thì phải đóng vào như vậy. Nếu sai sót một chi tiết, hãy quay trở lại kiểm tra trước khi tháo lắp và vận hành khởi động lại máy. Có rất nhiều những cái rủi ro do lỗi chủ quan. Đó là cứ làm, sau đó đóng đại vô, không kiểm tra. Khởi động máy, máy báo lỗi. Rồi lúc đấy quay lại tìm, không biết tìm ở đâu. Đó, kết hợp đóng mở cửa hông. Rồi bây giờ đến Recon. Chúng ta sẽ định hình cái đường về của ánh sáng laser. Với dòng Recon và như cụ thể là model này thì cái cụm buồng chính của chúng ta sẽ là cửa chính diện và cửa bản lề rất dễ dàng mở ra. Đây là vị trí phần đóng của cái gương trong suốt, chúng ta sử dụng tua vít. Chúng ta sẽ phân tích thứ tự, có cách một cái bí quyết thì anh hỏi là mẻo như nào để biết cái đứa chỗ đó là bước 2, chỗ kia là bước 1 đó. Thì về nguyên tắc của kỹ thuật viên có đào tạo kiến thức, anh chị mở mặt cắt ra sẽ đếm thứ tự theo vòng chiều của kim đồng hồ 1 2 3 và 4 5 6. Đến thành vòng tròn room là trung tâm, anh chị sẽ chắc chắn định vị được vị trí đường đi về bề mặt room của ánh sáng laser. Đó là cái cửa cuối cùng của cái bước 2. Đó, chúng ta đếm 1 2 à đây, 2 đây. Rồi 3, 3 là cụm mực từ, chúng ta biết rồi. Đó, chúng ta rút ra này. Đây là cái kính trong suốt để cho ánh sáng laser chúng ta xuyên qua.
Dùng giấy sạch lau. Đó. Với bộ laser các bạn lưu ý là nếu như không gặp vấn đề gì, tại vì bộ laser là cái bộ được gắn với những cái gioăng cao su phủ phía ngoài. Gương này vừa là lọc cho ánh sáng đi qua, cũng là cái phần để ngăn cản những cái bột bột mực bột giấy xuyên vào buồng laser làm bẩn bộ laser nhé. Cái chức năng chính của anh ta là cho ánh sáng xuyên qua, nhưng cũng là cái cửa chặn để cho bột giấy bột mực không chui vào được. Nếu anh ta để hở, ánh sáng đi trực tiếp được cũng vẫn được, nhưng vấn đề như vậy không có cửa thì bột mực bột giấy trong buồng máy của chúng ta sẽ chui vào cái hộp laser làm rơi bộ laser báo lỗi. Đó, trường hợp mà báo lỗi bộ laser thì chúng ta tiến hành mở sâu hơn. Phần bộ laser của máy 6054 thì anh Văn thực hành tháo rồi, định vị được vị trí rồi đúng không ạ? Rồi sau khi vệ sinh xong, còn với sơ đốc Xerox thì cũng là một cái nhãn hiệu máy và chủ yếu tập trung cho phân khúc máy văn phòng đó, và máy công nghiệp rất lớn, cũng kết hợp mở cửa trước và cửa hông, luôn luôn tuân thủ như vậy. Với model nào mà thiết kế như vậy phải tuân thủ nhé, mới kéo được các cái đồ vật, các cái khối vật tư linh kiện ra xong. Với Xerox thì cửa laser cũng sẽ thiết kế ở hướng bên gầm và đi ra bên hông. Đây, vì tôi mở ra như này thì sẽ nằm ở đây. Và cũng theo cái trình tự theo mặt cắt anh đếm 1 2 3 4 4 bên đây. Đó, 5 6. 5 6 nằm trong cái cà chít này rồi. À, quên, 6 nằm trong cà chít, còn 5 7 7 và 5 gắn trên máy. Đó, chúng ta sẽ lau ở cái gương. Ở góc này là góc mà chúng ta khó nhận diện, nhưng đây là cách mà tôi hướng dẫn các anh chị xác định cái mục tiêu vị trí, thì tôi nghĩ là khi chúng ta vào thực địa chúng ta sẽ rất dễ. Khi rút rút cả chích nha, tôi tua lại, lúc đầu cái camera nó không được rõ lắm ở khu vực, mở cửa trước, mở cửa hông, xác định cúp cà chích, kéo ra, đếm theo mặt cắt 1 2 3 4 5 7 ở trong máy, 6 đây. Đó. Thì chúng ta đếm 2 sẽ ở đây đúng không? Theo mặt cắt mà. Rồi. Lấy ra. Sau đó vệ sinh cái gương trong suốt phản chiếu này. Và đây là, tôi nhắc lại, đây là video hướng dẫn công việc của anh chị ở vị trí thực địa, chỗ khách hàng, chỗ máy móc thiết bị của mình. Hãy tuân thủ quy trình làm thật sạch sẽ tất cả các chi tiết bộ phận và kiểm tra lần cuối cùng, sau đó đóng với quyết định đóng máy và test lại các cái bộ phận. Và vừa rồi là cái nội dung video hướng dẫn anh chị và các bạn, nhất là anh Văn, anh Giang và anh Tuấn, quy trình bảo trì bước 2 trong giai đoạn 2, bước chuyển hình ảnh, chụp hình ảnh từ bản gốc về bề mặt RAW. Xin chào tạm biệt anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo, những nội dung video tiếp theo. Thường là bước 1 sẽ nằm với cái cụm cà chích, cụm room, nên ở bước tiếp theo khi mà thực hành tháo lắp cái cụm room, chúng ta sẽ nhận định bước 1 và cách vệ sinh bảo trì bảo dưỡng luôn. Và lúc đầu chúng ta nhớ lại là khi mà đào tạo thì tôi có nói là bước 2 tôi gọi là hệ thống, vì cả một cái hệ thống quang rất nhiều cái linh kiện vật tư, rất nhiều cái bộ phận tham gia công việc, đó là chụp và chuyển hình ảnh về bề mặt room, nên là gọi hệ thống. Và cái quá trình bảo dưỡng cho bước 2 cũng gần như là bảo dưỡng đến 1 phần 3 của tổng máy rồi. Đó, thì chia phần chính ra thì anh ta nằm trên cùng. Đó là phần quang, phần chụp hình ảnh. Đó. Rồi, ok, bye bye. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.